Xin chào các em. Bây giờ chúng mình cùng học đố con vật nhé. Đây là con gì? Đây là con gì? Con lợn hay còn gọi là con heo? Con lợn hay còn gọi là con heo? Chú lợn con này đang làm gì? Chú lợn con này đang bú mẹ. Con lợn kêu thế nào? Những con lợn này đang làm gì? Những con lợn này đang làm gì? Những con lợn này đang ăn. Những con lợn này đang ăn. Chúng là loài lợn rừng. Mõm của chúng dài và nhọn. Chúng là loài lợn rừng. Mõm của chúng dài và nhọn. Đây là những con lợn mẹ và lợn con. Đây là những con lợn mẹ và lợn con. Những con lợn mẹ thì lớn và có bộ lông màu đen. Những con lợn mẹ thì lớn và có bộ lông màu đen. Màu đen. Màu đen. Những con lợn con thì nhỏ và có bộ lông hình sọc dưa màu đen và màu nâu. Những con lợn con thì nhỏ và có bộ lông hình sọc dưa màu đen và màu nâu. Màu nâu. Màu nâu. Trông chúng thật ngộ nghĩnh. Trông chúng thật ngộ nghĩnh.